ba câu chuyện ngắn rất đời thực, cực hay, cực lôi cuốn. Câu chuyện thứ nhất, mùa người. Trong làng, cứ nhà nào có đám mai chai cưới hỏi là y như rằng sai con cháu sang nhà cụ tính, mượn con dao chặt thịt gà. Cơm gà quả na, miếng thịt gà ngày xưa quan trọng lắm, nó là ác chủ bài của mâm cổ. Chỉ cần đánh mắt vào đĩa thịt gà, đủ đánh giá gia chủ về nhiều mặt đó là nền nếp gia phong là công dung ngôn hạnh thậm chí cả truyền thống đẳng cấp nữa lại được khổng tử căn dặn miếng thịt gà chặt không vuông vức không đụng đũa cái chiếu trải không ngay ngắn không ngồi chuyện nhỏ mà hệ trọng đố dám coi thường con dao cụ tính gần chui có chạm chữ t là của ông ngoại tôi thành dao chung của cả làng cả làng cầm mòn tay thuộc mắt chẳng ai dám nghĩ đến chuyện lấy cấp làm của riêng. Xong, ông vẫn căn dặn người mượn, dùng xong, đem trả lại ngay, để người khác cần đến khỏi phải đi tìm. Người nhà cụ nghị, ý là y mới mua được con dao tay, làm gì phải mượn của ai. Vậy mà, một nhà nho hay viết báo quốc ngữ, ngồi vào mâm, quở ngay. Chặt thịt gà là cứ phải giao cụ tính. Công bằng mà nói, miếng thịt chặt ra cũng một chín một mười, không đến nỗi da trốc thịt nát dập xương ống. Nhưng nó chưa được khôn mắt, vuông vành sắc cạnh bằng, phải tin lắm mới thấy. Tiên chỉ làng bên nổi tiếng kỵ tính. Việc làng, người ta đội cổ sôi con gà lên đình. Bước đến bậc tam cấp, ông chặn lại. Thấy sôi trắng bông, không một hạt rùi. Véo chút vê vê trên mấy đầu ngón tay, không bị dính. Đưa lên mũi ngửi được, mới cho đem vào con gà mổ môi tiên chỉ lật đi lật lại xem da có bị xước chỗ nào nứt một tí là trả lại một vết đen tím trả lại da gà phải vàng ươm đều từ trên xuống dưới vết cắt tiếp cổ lỗ da rách chỉ được phép bằng hạt ngô há quá một phân trả lại con gà ông gật nhưng đĩa thịt chẳng bao giờ ông ưng chỉ tội thiếu một con dao nghiêm chỉnh đúng nghĩa Mới Ông gọi thằng mỏ đã ba đời Dạ Sang cụ tính đặt một con dao hẳn hồi Giá bao nhiêu cũng được Cấm mặt cả Không được mặt cả thì cũng phải hỏi giá trước đã Hai đồng Trong khi người ta tiêu tiền tinh tiền xu Hai đồng con dao phai thì chết Mỏ ngỡ mình nghe lầm vì tiếng đe búa ác cả tiếng người nói hai đồng là bằng 10 cổ xôi con gà thấy mỏ mới không nói gì, cụ tính dừng tay búa hất hàm ngước lên, "Hai đồng." Cụ nhắc lại lần nữa, "Vâng, thế thì cụ làm cho cháu một con." Khách nào cũng vậy, thoạt nghe phát giá thì hoảng, làm gì có chuyện hai đồng một con dao, có mà làm bằng vàng. Người lẳng lặng bỏ đi, kẻ quay lại đặt thêm vài ba con nữa. Dùng rồi mới biết cụ ạ, à, hai đồng là còn rẻ, vàng bạc thì dễ chưa kiếm được con dao này thì... Cụ tính rít một điếu thuốc lào bằng điếu bát, thả xe điếu xuống chõng tre, ngửa mặt nhả khói, tẩm tiểm, gầm mặt, gườm gườm nhìn mỏ mới qua khoảng trống trên cái gọng kính sừng trâu cũ kỹ. Cụ chống gói đứng lên khó nhọc, hình như ngồi lâu các đốt sóng dính lại làm lưng thẳng đơ. Cụ nhất tích khỏi chiếc ghế thấp tè, làm bằng những thanh tre cật nhặn bóng, đã lên nước màu đồng rồi đi vào góc nhà trong. Á mai ô cháo lòng đầy bụi than, sủng mồ hôi, dính sát vào da lưng ngâm ngâm. Cái nghề lò rèn này nó thế, ngồi lắm lưng, quệt ngang nhỏ mũi. Ô kìa, bả vai và cánh tay phải to hơn hẳn bên trái. Mỗi cái đánh tay về phía sau, người lại siêu sang trái, lưng gập xuống, buộc đầu và cổ phải ngỏng lên. Vì thế cứ như ngồi ở trong không khí vậy. Xó tối này là kho báu của cụ tính. Vâng, với người trợn mắt thịt, nó chỉ là đồng nát sắc vụn. Nhưng với cụ, nó có tên có tuổi, có lý lịch hẳn hoi. Đây là khúc đường rai xe lửa, kia là tấm ghi sân bay giả chiến. Thanh thép công công này là nhiếp ô tô, lại một mắt xích xe tăng, cái cò súng máy. Chẳng biết kiếm đầu ra cả cái trong bốn mũi của nghĩa quân Phan Đình Phùng chiến tranh cho cụ quá nhiều chiến lợi phẩm. Những thứ giết người ấy là kết tinh từ đỉnh cao khoa học và văn minh nhân loại. Với chiếc búa con trong tay, tất cả cất lên tiếng nhạc bỗng trầm. Khúc nhạc dạo đầu đánh giá chất lượng thép kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh có biết cái gì đây không? Cụ chìa ra ống sắt bằng đoạn khăn đen xì. Mỏ mới lắc đầu. Nòng súng kiếp của người mèo Họ đổi cả cân thuốc phiện đấy. Kỹ thuật tôi sắc của người mèo đâu phải vừa. Cụ tính vùi những thanh sắt khó hiểu vào lò, nung đỏ, đánh chập vào nhau, lại vùi trong thang hồng, lại đặt lên đe, búa quay liên tục. Thế này thì bao giờ mới xong hả cụ? Cụ tính vẫn oải tay quay búa không trả lời. Đến khi thanh sắt được dắt thành miếng mỏng, mới vừa đánh nhẹ nhẹ vừa lên tiếng. Mai, này thế là nhanh đấy, mai mà tìm được đủ thứ. Sớm hôm sau mỏ lại đến, cụ tính chìa ra đoạn thép mảnh như chiếc cặp ba lá. Anh có biết cái gì đây không? Lại lắc, đoạn dây cót đồng hồ tay đấy. Đồng hồ tay có bao giờ say là nhờ cái dây cót này đây. Cụ làm thế nào mà có được? Thế mới tại Tôi đổi con dao lấy cái dây cót, một cái dây cót lại thành nhiều con dao cũng bắt đầu giảng giải về lưỡi dao cho mỏ nghe. Muốn sắc, lưỡi phải cứng rắn, mà cứng thì dễ mẻ, mềm thì quằn. Vì thế, phải gấp lá thép dẻo lại, kẹp đoạn dây cót vào trong, rất ít bột gan lưỡi cày, nung đến khi ngọn lửa than xanh tím chuyển sang vàng sáng, rèn tiếp. Lúc mài dao, lưỡi mới lộ ra một đường rất mảnh, không tài nào mẻ được. Mỏ mới sáng mắt, rạng rỡ nghe, đầu gật lia lịa con dao đã thành hình, được nhào nặng, bọc lót bằng một thứ hợp kim đặc biệt. Thế là xong hả cụ? Chưa. Nung đỏ không nhúng nước, cứ để nguội tự nhiên thì mềm, lập tức nhúng nước thì rắn lại. ấy cái thứ kim loại nó lạ như vậy. Xèo, ụt ụt. Cụ tính từ từ thả con dao đỏ lừ vào chậu nước làm bằng gốc cây khuyết lẫm. Mặt gỗ trái đen, không nứt, không rò rỉ. Thấy từ khi cụ còn để chẩm xong chưa cụ mỏ mới sốt ruột vì sắp đến giờ anh phải phát mỏ đi rao tinh nhắc nhở các gia đình thu vén bếp nút của lửa đề phòng hỏa hoạn xong là xong thế nào mai mờ anh lại đến lấy cụ tính chậm rãi vớt con dao ra bằng chiếc kẹp dài tôi vẫn nằm võng nghe hóng ông cấm ngặt trẻ con sáng đến chỗ làm việc sợ xảy ra tai nạn tôi lại hay tái máy vừa chạm vào cái gọng kính sừng trâu để trên chõng ấy ông dặn lại lúng túng nhấc chiếc xe điếu xem những món sù sì lạ lạ từ cành cây được ông thông suốt bằng sợi dây thép nung đỏ ông lại ấy đừng vú đớm tre ngâm vào lò chỉ thấy khói nhưng vừa rút ra thì lửa phập phùng ấy đừng búa bằng sắt sao không được ông cũng ấy đừng ấy đừng có lúc một mình ông ngâm nga búa đe anh để võng đạo anh ru Trời, thế là sắt thép biến thành mức bê của ông rồi. Cứ bảo người già đạn trí hay quên, ông tôi nhớ từng mẫu sắt vụng. Có lần tôi xích bị ăn đòn vì đánh cắp cái sắt sờ để mài bi đá. Một vòng sắt ba lỗ, trẻ con cho cục đá xanh vào, xoáy đi xoáy lại thành hòn bi. Suốt ngày, ông lục lội trong kho báo, ra ra vào vào, vò đầu bước tay. Cái sắt sợ đâu không biết. Thì ra, nó là cái sắc sờ. Lần đầu tôi nghe tên, hình như ông cũng không nhớ hết mình có những gì, nhưng khi cần đến, mất là phát hiện ra ngay. Ông vỗ tay lên trán rõ ràng là hôm qua còn thấy nó. Làm sao ông quên được cái phòng thép càng cua làm băng đạn súng máy? Lại thằng cu tí, ông thuộc tay vào túi quần tôi và bắt được quả tang. Từ đấy tôi cũng không dám kéo bể để nghe tiếng phì phò nữa chỉ nằm im thinh thích trên võng giả vờ ngủ nghe tiếng búa chí chát búa lên tiếng của hàng xóm sát phách búa gọi búa trả lời xa xa lắm lúc hòa vào nhau thành bản nhạc rộn rã ru tôi vào giấc ngủ bản giao hưởng hoành tráng của làng nghề có thể ngựa sắt áo giáp sắt của thánh giống cũng được cụ kỵ tổ tiên tôi rèn nên vì làng tôi ngay chân núi sóc sơn nối với làng phù đổng của mỏ mới bằng dải ao chôm liên tiếp và những bụi tre đằng ngà. Ông ngoại tôi mà làm roi sắt thì giặc ân chỉ có chết. Rồi cụ tính kia mà. Tôi cứ tin như vậy. Một hôm, ông dẫn tôi ra sau vườn. Đó là một khu vườn nhỏ rậm rạp, toàn những cây gỗ còng queo to bằng cây nhãn. Ông bảo đó là những cây xưa hai ba trăm năm tuổi, từ thời quan Trung đem quân ra Bắc. Ông nội ông trồng để ông có gỗ làm chua dao. Những cây ông trồng thì cháu sẽ làm chua dao, để có cái chua dao như ý phải mất cả trăm năm. Ông bảo tôi trồng tiếp thì đời cháu tôi sau này mới có cái mà dùng. Kỳ công quá tôi lè lưỡi, ông lại bảo cứ trọng đấy rồi quên nó đi, trăm năm cũng nhanh thôi. Xưa lớn rất chậm, càng chậm gỗ càng tốt, có phải rau đâu mà lên nhanh thời gian đã làm nên giá trị. Theo năm tháng, nhựa tích lũy trong từng thớ gỗ cứng khiến nó trở nên dẻo và không bao giờ nứt. Tra chui dao nóng đỏ vào, nhựa chảy ra ngậm chặt lấy, phần trái xém bốc khói mùi trầm. Có người tạo sang mua dao chỉ cốt lấy cái chui đem về đã lãi. Khi cưa gỗ làm chui, ông đặt tờ giấy bản xuống dưới, hấn mùng cưa gói lại. Mùng cưa, phôi bào gỗ xưa là nguyên liệu làm thuốc và nước hoa cho vua chúa. Nhà này thắp hương gì mà thơm thế? Mỏ mới bước vào sân giống quở. Mỏ xích xoa không được chứng kiến ra dao vào chu gỗ. Bây giờ, cuốn sắt nhọn đã xuyên dọc khúc gỗ, thò đầu ra sau. Cụ tính đánh quặp lại khi nó chưa kịp nguội và thả vào chậu nước. Cái chậu làm bằng gốc xưa khoét lẫm hình như cũng được tôi cùng năm tháng giờ thì mỏ được phép cầm con dao trong tay, đắc ý thọc tay kia vào túi toan môi tiền ra trả. Ấy chết chưa được. Còn làm gì nữa đây? Mỏ ngạc nhiên lắm, thì ra còn thiếu hai cái khuyên nữa để bó hai đầu chu gỗ. Khuyên trước to bản, ông trùm lên thân dao, khuyên sau mảnh hơn, bó lấy đầu mút chui, đảm bảo không nứt ra được. Khuyên nóng đỏ, tra vào lập tức nhúng nước, co thắt lại cứng ngắt mỏ nắm chui dao nóng hổi như gỗ luộc đang bốc hơi rồi đưa tay lên mũi ngửi. Lần nữa lại thọc tay vào túi. Giờ cụ nhận tiền chưa? Dưa, anh đưa con dao đây. Cụ tính mò trong túi ra cục cánh kiến đỏ. Đó là tổ loài bọ rùa bám trên một giống cây tận vùng núi Sơn La. Mọ biết đàn bà con gái vẫn dùng để nhuộm răng đen cùng với một số thứ khác. Nhựa cánh kiến tráng một lớp mỏng trên men răng bền hơn cả răng vàng răng bạc có người chết ba năm sang cát vẫn nguyên bộ răng không thiếu một chiếc cụ tính bảo anh dựng ngược con dao chỉ vào cái kẻ giữa phần sắt và phần gỗ cụ hơi nóng cục cánh kiến cho chải ra nhỏ giọt vào cái kẻ tối đen như sợi chỉ thế này thì bằng đúc rồi còn gì kinh nghiệm dân gian ghê thật gần trăm năm sau khoa học mới biết đến ưu điểm của nhựa cánh kiến. Cứng rắn, dẻo dai, chịu nhiệt, chịu mài mòn, làm vỏ bọc di biến thế và nhiều chi tiết trong con tàu vũ trụ. Hơi nóng nhẹ con dao vừa mài xong, cụ tính sai mỏ chém thử cây chuối sau nhà, vừa xem có sắc không, vừa để nhựa chuối tô thêm lần nữa. Cụ bảo, ngày xưa rèn kiếm, còn bôi cả mật lợn vào mới tốt, còn cái thứ nước nhúng dao trong chậu gỗ xưa thì tuyệt nhiên không nhắc tới. Cụ ngửa bằng tay khói hài. Vợ đưa tiền được rồi. Khi công sức xứng đáng với đồng tiền bắt gạo, thì tiền công thành ra tiền thưởng. Cụ ngẩn mặt, đút tiền vào túi, thở vào. Tiên chỉ tự hào, có một con dao không thể chơi vào đâu được. Dao này nó không chấp nhận thớt cũ, và có cái thớt xứng tầm. Ông sai mỏ lên tận làng Sơn, tìm cái thớt gỗ nghiến. Thớt nặng như đá, dày đúng một tức, màu đỏ bả trầu. Đếm được trên 300 vòng vân gỗ Mỏ mới sửa mình Khai dao Đúng như phóng sự của nhà nho viết báo quốc ngữ Hình như tay hắn Đã có cỡ sẵn Cho nên con dao của hắn dơ lên Không nhát nào cao, không nhát nào thấp Mười nhát như một Có khi chỉ lên khỏi mặt thớt độ khoảng một gan Và cách cái ngón tay hắn Độ vài ba phân Tiếng dao cong cốc đụng vào mặt thớt Nhịp nhàng như tiếng mỏ của phường chèo Không lúc nào mau cũng không lúc nào thưa. Trích trong ngô tất tố, nghệ thuật băm thịt gà. Lưỡi dao cụ tính, ngậm ngọt vào thổ thịt gà. Chỉ khi chạm mặt thớt mới vang lên tiếng cớp nhẹ. Mỏ thoải mái để con dao nặng nặng rơi xuống miếng thịt, rồi lại nương nó lên khi nảy khỏi mặt thớt. Con dao cầm thích tay không mỏi. Mũi dao lên xuống khu một đường vòng cung xoay quanh cổ tay. Cánh tay dường như được nghỉ bất động. Lúc này Mỏ mới nhận ra cái chu dao hơi cúp khiến con dao gù gù chứ không thẳng đũn theo sóng dao chỉ cần nhấn bò thêm một chút cho nó mổ xuống miếng thịt gà là vừa nhà nho đội khăn đóng có khuôn mặt chữ điện phúc hậu đang ngồi trò chuyện với tiên chỉ mắt vẫn không rời nghệ nhân băm thịt gà chờ mỏ mới chặt xong ông lại xem con dao sắp có cuộc đấu xảo đồ thủ công mỹ nghệ của các nước thuộc địa ở mắt xây pháp quốc dao này đem đi được. Với sự giúp đỡ của nhà báo, mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng được hoàn tất, con dao cụ tính có mặt trong hội chợ. Kỹ sư già người Pháp, thành viên ban giám khảo, lỏng tay cầm con dao, gõ gõ nhẹ, đưa lên tai nghe. Bập một phát, xuống thanh sắc non, sờ tay vào vết chém. Ngón tay cái thận trọng lướt nhẹ trên lưỡi dao, liêm diêm nghe độ bén, tưởng có thể đếm được từng vân tay. Cái ống quần cạo thử, lòng chân rơi lã tả từng búi xuống dài. Cụ tính nhận lại con dao có đóng dấu mắt in an nam. Bên cạnh chữ T vốn có thêm chữ R, nghĩa là đã đăng ký bản quyền, kèm một cái điếp lâm lòng trong khung kính. Tất cả đặt vào tráp sơn mài, được cụ trân trọng gác lên cây kèo dưới thượng lương nhà trên. Nào ngờ cái tráp ấy cứu cả nhà sau này. Hồi cả cách sợ dính dáng đến thực dân phong kiến. Vào một buổi tối, cụ tính ôm tráp định đi cho một người nghèo trong làng, ra ngõ gặp ngay mỏ mới, lúc này là đội trưởng đội cải cách. Cụ cứ để đấy, đừng có sợ. Mỏ mới đứng an, và hôm sau giữa cuộc họp nông hội, ông hỏi cụ. Có người thắc mắc, tại sao Tây đi càng đốt cả làng mà chưa là nhà cụ? Cụ tính kể, thằng Tây Sai lính giỏng chất đầy rơm vào nhà, xòe diêm đỉnh đốt thì phát hiện ra cái tráp, bắt lính lấy xuống, mở ra xem, ngẫm nghĩ thế nào, ra lệnh, đặt vào chỗ cũ. Thằng lính thích con dao quá, xin xếp giữ lại, liền bị một cái bạc tay. Mệt xa lù. Bồi thêm cú đá đích, làm cho nó loạn choạng, tay vẫn khư khư con dao sắt, may mà kịp ử người ra sao giữ thăng bằng cái tráp đã được đặt đúng vào vị trí cũ thằng tây mới hất hàm khoát tay ra dấu đi thôi đấy tôi thấy sao nói vậy cụ tính dứt lời cụ lấy tiền đâu mà nhà ngói sơn gạch có dao có mâm đồng có đá cho cả làng mượn lại một người khác hỏi tiền đâu ư lúc này thì không nói được nữa cụ tính giơ hai bàn tay ra dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bão ai nấy ngạc nhiên bàn tay phải to như tay hộ pháp bàn tay trái gầy đét dài ngoẳng giống bàn tay khỉ ngoại tôi thấy đấy lao động sáng tạo ra con người bằng chứng tiến hóa ngay trên cơ thể ông giờ tôi định cư ở đà lạt xuống sài gòn thấy con giao khắc chữ t trong một cửa hàng liền mua ngay hôm nay khai đau mua một con gà thết kỹ sư xây dựng cháu đích tôn của mỏ mới vào dự cuộc hội thảo quốc tế cái gì cũng tay cũng tạo nhưng gà thì cứ phải là gà ta đặt con gà làm sẵn trên thớt mới hay mình bị lừa nước da trắng nhợt của gà công nghiệp được nhuộm vàng ươm bằng màu vàng sắc đẹp đặc trưng hơn cả gà thật bắp thịt căng mọng của gà trống thiến ứa ra một thứ nước lên lá trên mặt thớt nhựa nhẵn bóng dao chữ tê ứng thở chỉ một nhát quả quyết thịt nát xương cứng cắn lấy lửa dao cậy được ra thấy lưỡi mẻ một miếng bằng vảy cá ở phía ngoài quằn lại bên trong gần chỗ tay cầm vừa tức vừa buồn cười đã mẻ lại quằn tay cái thớt nhựa trắng dày bằng cùi dừa trượt trên mặt bằng đá bay ly thi vào góc nhà làm đổ chai nước mắm mai chai nhựa không việc gì dao chẳng ra dao thớt không ra thớt tôi làu bầu người chẳng ra người thực khách bước vào bò thêm một câu anh ta cầm con dao lên. Ừ, ờ, chữ T thì đúng là chữ T rồi. Ông lạc hậu quá. Ông tưởng chỉ ngoại ông mới có dao chữ T hả? Cả làng T, cụ tính hả? Thế cụ tinh, cụ tân, cụ toàn, có T không? Trờ hả? Cụ trân, cụ trang, cụ trác, có trờ không? Thế thì dán tem vào. Tôi nói, tem, con dao làm giả được là không làm giả được con tem. Thế thì trên con tem ấy Dán thêm con tem nhỏ nữa Xác nhận nó là tem thật Nhưng nó cũng giả nốt thì sao Chúng tôi phì cười Người làm sao của bào hao làm vậy Người đã giả thì chịu Kỹ sư xây dựng Kéo tôi ra cửa sổ Chỉ các tòa nhà đối diện Đấy hàng mã hàng mã hết Thôi được Còn giao cái thớt là những vật rẻ tiền Mau hỏng đã đành Ngôi nhà, cây cầu, con đường cao tốc, cái đập thủy điện cũng rẻ tiền mau hỏng thì chết. Kỹ sư nói với tôi, có lần giám sát thi công cây cầu bằng vốn ODA, ta kỹ sư Nhật nó lắc đầu. Chết thật, các ông xây cái cầu, cho con cháu các ông mà các ông xây thế này. An toàn đã đành, còn vẻ đẹp của cây cầu, yếu tố thẩm mỹ cũng bị bỏ qua, người ta cho là tốn kém không cần thiết. Vừa rồi, sau hội thảo Kỹ sư nói tiếp, tôi đi dạo cùng một nhóm kỹ sư Pháp dọc khu biệt thự cổ. Tôi khen, trăm năm trước, người Pháp đã xây dựng đẹp thế này thì chắc bây giờ phải ghê lắm. Họ bảo, bây giờ chúng tôi cũng không xây dựng cầu kỳ như cha ông ngày xưa nữa. Tiện ích trên hết. Có dịp, anh sang tận mắt chứng kiến mảng Paris hiện đại ở phía bắc thành phố mà xem. Đó là những khối hợp đuôi ra và kính chịu lực chọc trời có hộp lấp kính rằm khác nào cục than khổng lồ nóng như cái lò sấy hóa ra toàn thế giới xuống cấp những tiêu chí cơ bản đã đổ thay để gọi là kỹ năng sống thì lấy đâu ra chân chỉ hạt bột mà ăn chắc mặt bền tôi nhặt cái thớt để lại con gà chặt dở lên bây giờ người ta gặm cả đùi nhai cả cánh có khi sơ cả con gia phụ tính nhà ông cũng bằng thừa ai còn chẻ cái đầu gà ra làm năm Ba cái phao câu thành bốn như bổ chủng cao. Những miếng thịt gà mỏng cánh bướm thổi bay xa 10 mét nhông nội tôi nữa. Tất cả đã thay đổi. Có thời người ta sống thế này, có những năm tháng người ta sống thế kia. Người mọi lứa mọi khác, như cỏ cây có mùa, năm bội thu hoa tươi hạt mẩy, năm sâu bệnh lép hạt héo hoa. Người cũng có mùa, lẽ dĩ nhiên, có mùa được mùa mất, âu cũng là chuyện thường tình. Câu chuyện thứ hai Con cà cuốn Thế là bố Miên đã sắp khỏi ốm Tính từ ngày bố ngã bệnh Cũng đã hơn 3 tháng Hơn 3 tháng qua Cả nhà đôn đáo khắp nơi Mẹ là người lo toan vất vả nhất Trong mẹ phờ phạt cả đi Miên thương bố mẹ vô cùng Giá kể Miên lớn chút nữa thì phải Chắc Miên sẽ giúp được bố mẹ nhiều hơn Còn bây giờ Chỉ quyết nhà, nấu cơm Cho lợn cho gà ăn toàn những việc chẳng quan trọng gì cả đang suy nghĩ mung lung thì mẹ gọi miên vào trong nhà mẹ bảo con cầm năm hào này ra chợ mua cho bố địa bánh cuốn đi nhanh về kẻo bố đói hôm nay bố ăn được rồi đấy vâng ạ à. tung chân ra khỏi cổng miên vừa đi vừa chạy tới chợ miên đến hàng bánh cuốn bà ơi bà bán cho cháu năm hào bánh cuốn bà hàng bánh cuốn lấy 10 cái đặt vào miếng lá chuối rồi gói lại đưa cho miên ngửi mùi hành phi mọc nhĩ với mỡ miên ứa nước miếng giá như mọi khi thì miên xin mẹ vài hào ăn mấy cái bánh xong thì mới về còn hôm nay thì miên không thể chậm được miên phải về ngay bố đang đói đi bánh cuốn gần hết bố bỏ đũa xuống tiếc rẻ giá kể có chút mật cà cuốn nữa thì ngon biết mấy nghe bố nói miên nài bố và hỏi bố cố gắng ăn hết đi cho mau khỏe thế mật cà cuốn có tác dụng thế nào mà bố bảo ngon hả bố à mật cà cuốn thơm lắm mà con trai bố chưa biết thật từ lúc còn nhỏ tới giờ con đã được ăn bánh cuốn chấm nước mắm cà cuốn bao giờ đâu thế làm như thế nào hả bố con hỏi làm gì con hỏi cho biết thôi bố ạ à. giỏi con trai bố lại muốn tìm hiểu một món ăn lý phải không? Vâng ạ. À. Thế này nhé, khi ăn bánh cuốn, nhất là món bánh cuốn vùng Thanh Trì Hà Nội, người ta mà có được một đĩa nước mắm ngon, có nhỏ vài giọt mật cà cuốn nướng thì sẽ rất hợp vị. Vị ngon trong miệng sẽ tăng lên bội phần và chắc chắn sẽ ăn được nhiều hơn con ạ. À. Con hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi ạ. À. Sau khi dọn bát đũa cho bố xong, vừa ngồi rửa bát dưới gốc cao, Miên vừa nghĩ. Cà cuốn thì ra động mắt được, xong nước mắm ngon lấy đâu ra? Hay là... Nghĩ rồi, Miên đứng dậy cất bát đũa vào rổ. Mọi công việc mẹ giao cho Miên, Miên làm tương tức rất gọn gàng. Trở xuống bếp, ra phía cháy, Miên lấy cái giỏ đi bắt cua. Cánh đồng làng mới gạt xong, từng thử ruộng của các đội sản xuất. Thửa đã cày, thửa vẫn còn rạ, lô nhô, Miên đi theo từng bờ đạc lớn, vừa lần từng hang cua, em vừa quan sát xem có con cà cú nào đậu trên rạ hay bơi dưới nước không. Nhưng rồi đi mãi, chẳng bắt được con cà cú nào mà cua thì đã gần đầy giỏ. Bước lên bờ mương, miên đứng nhìn đồng quê mênh mông, không khí trong lành làm miên thấy nhẹ nhõm. Vừa thở hít căng lòng ngực, miên vừa vung tay thật mạnh vào không trung cho đỡ mỏi, chưa vừa thụt được một hang cua quá nghẽn chợt em nghe tiếng chú hảo dục trâu vắt vào đi nhanh lên nào con yêu vừa buồn cười miên vừa bước xuống ruộng đến bên chú hảo cháu chẳng thấy ai trong làng quý trâu chưa chú sao cháu là nói vậy mà quý trâu cũng tốt chứ sao thì cháu muốn nói chú là người yêu quý con trâu nhất đúng đấy cháu ạ à, con trâu là đầu cơ nghiệp ông cha ta vẫn dạy thế nó là bạn của người nông dân, không có nó lấy gì cài cấy hả cháu? Thế cháu đi bắt cua đấy à? Vâng ạ, à, được nhiều chưa? Gần đầy giỏ à? Giỏi, nhưng mà chú ơi, sao? Chú cài từ sáng tới giờ có thấy con cà cú nào không? Chú mãi cài cũng không để ý. Thế nó thường ở chỗ nào? Cháu muốn bắt à? Vâng, để chơi phải không? Hay là để nướng ăn đấy? cả hai chú ạ. À. Thế thì cháu ra cái đạt mới gặt được mấy hôm của đội một kia kìa, chỗ nước sâu sâu thì mới có. Cháu cảm ơn chú. Được chú Hào hướng dẫn, miên lỡm bỏm đi ngang thử ruộng chú đang cày, qua mấy đạt nữa tới đạt ruộng của đội một. Miên dòm từng gốc rạ, em đi từng hàng một. Đây rồi, một chú. Miên mừng quá, em reo thầm. Thế là bố có nước mắm cà cúng, ăn bánh cúng rồi. Xong một con thì ăn thua gì? Cái mật chắc nó to hơn đầu tâm chứ mấy. Vừa reo vừa nghĩ thầm, rồi miên đi tìm cà cuốn tiếp. Rã cứng cứ vào chân, nước thấm vào buốt nhân nhất. Miên nhớ lời chú Hảo, chỗ nước sâu sâu mới có cà cuốn. Thế rồi em bước nhanh ra đầu bờ đạt ruộng đội một. Chỗ ấy, mấy cái thùng đào tạo trước đắp nương, nay mới cấy một vụ lúa, chắc là có nhiều cà cuốn. Đúng vậy, vừa xuống khỏi bờ Miên đã thấy một con cà cuốn bơi lên Em chợp vội bỏ vào giỏ Rồi thấy ngoài chỗ nước trắng Tiếp giáp với đám rạ mới gặt Có mấy con nhau lên lặn xuống Miên lao ra Chợp Ấy con cà cuốn bị chợp bất ngờ Châm vội vào tay Miên Không nhất định không thả ra Rồi Miên sai chân xuống thùng đào Chân trái lại quấn vào rạ Miên chỉ kịp ói lên một tiếng rồi chìm nghỉm đằng xa chú hảo nghe tiếng kêu chú nhìn về phía miên không thấy vội vàng chú ngừng tay cài chạy đến sau khi đặt miên lên bờ mương chú hô hoán to lên mọi người làm ở xung quanh chạy lại mỗi người một cách mạnh ai nấy làm người thì xoa bóp người thì hô hấp nhân tạo chú hảo cầm hai chân miên quay mấy vòng nước trong miệng miên ọc ra nằm trên đất một lúc miên mở mắt lờ đờ lát sau em uể oải cà cuốn của cháu đâu? Đây, cả giỏ cô đây. Chú Hảo đáp, thế sao cháu lại ra chỗ sâu như vậy? Chú bảo, chỗ ấy mới có cà cuốn, mà đúng thật, cháu đang chộp được một con to, thì nó đốt vào tay cháu, luống cuốn, cháu tụt xuống thùng đào, lại bị rạ cuốn chân cho nên cháu. Thế cháu bắt nhiều như vậy làm gì? Chơi thì một con, hai con là đủ rồi. Dạ, bố cháu thèm nước mắm cà cuốn, cho bánh cuốn, cho nên cháu. Chú Hảo và mọi người nhìn nhau không nói, mắt ai cũng thấy dân dấn. Câu chuyện thứ ba, sự thật. Bôn ba cũng nhiều năm rồi, nhiều nơi rồi, nên chuyện tìm cách để sống được giữa những con người xa lạ không còn là quá khó với bà Năm. Họ còn ở quê, chuyện bán buôn với bà Năm là chuyện xa lạ lắm bà ra chợ thấy người ta ngọt nhạt mời mọc chào hàng hay bị cái cảm giác tội tội nghĩ nếu lỡ có bữa nào không vui hay không khỏe biết những con người lúc nào cũng nói cũng cười đó có còn chào mời được không mà nếu không biết họ bán buôn được tới mấy đồng rồi thấy người ta vì tranh giành nhau chút chỗ đặt đích ngồi giữa nơi đông đúc khạc phô mặt nhau những lời nặng nề chối tay bà năm tự hỏi có khi nào họ vượt qua được hết mấy thứ nhỏ nhặt bực bội đó để sống thanh thản thêm một giây. Bà về nhà kể, ông Năm la bà rồi bu, mấy đứa nhỏ cười bà, mất chi, cứ phải để ý, rồi nghĩ cho những người chả ảnh hưởng tới đời bà. Tụi nó xui bà một câu ngắn cũng, kể hết đi. Nơi xa lạ đầu tiên mà Năm đến là Đà Lạt. Con bé hai, đầu đại học trên này, bà chả biết mô tơ gì ráo, chỉ biết nó học chừng được nửa năm mà than khổ qua điện đàm tất cả chục lần bà tự ý xách gối vô kiếm đường kiếm tiền lo cho nó ăn học đêm bà chuẩn bị đi ông năm rầy hỏi còn ông còn mấy đứa nhỏ thì sao bà năm thở dài nói thiệt ra là cũng muốn kiếm cách có thêm tiền mà gửi về nhà để ông lo cho mấy đứa nhỏ chứ lăn ở quê hoài đối hoại cũng được chi mô Ông Năm thở ra cái sượt không nói nữa, lại nóc rượu tu tu. Mấy đứa nhỏ chắc buồn nhưng mà không dám nói, chỉ tựa cửa nhìn theo dáng bà siêu vẹo đi, tay quệt ngang chùi nước mắt. Ở quê, mùa lạnh cũng lạnh thấu gan thấu ốc, nhưng Đà Lạt lạnh cái lạnh lạ lùng, nó cứ ngắm sâu vô người ta, bới mốc từng ngốc nghếch nhỏ nhất để người ta sống mà cứ đâm đâm về những khổ cực xa xưa mà nhớ mà thương mà hy vọng có lúc bà Năm cứ tận ngần tự hỏi mình Hay tại mình xa xứ nên thành ra đa cảm như vậy Chớ người ở đây mà sống với cảm giác như rứa chắc họ thành khùng Sau cái bữa ở quê chồm sớm họ hàng qua mừng con bé hay vô đại học Nghe người ta nói người Đà Lạt hiền lành lắm, sống chậm lắm Mà sau con bé hai mới vô hơn nửa năm Cái ù lì cục mịch của nó đâu mất hẳn Chả biết nó học được ai mà khi bà Năm vô chừng được 3 ngày là nó đem về cái xe đạp cũng còn mới, hai cái rổ lát và cây đòn gánh ngắn, dú cho bà thêm gần triệu bạc. Chỉ chỗ cho bà ra lấy cá mà đem bán rong nghe đầu lời lắm. Bà Năm hỏi xe đâu ra, tiền đâu ra, con bé hai gạt ngang, biểu bà cứ biết vậy mà làm đi, hỏi han chi nhiều. Bà Năm ngại ngại nói, tính bà buôn bán chắc không có được. Con bé hai dùng dằng biểu thôi mà không làm được thì để nó làm sớm rồi tới trường sau. Nghe vậy, bà Năm lật đật chạy đi theo lời nó. Đường ngoằn ngoèo, xa lạ, bà Năm lạc tới hơn tiếng đồng hồ. Đến trưa trời trưa trực, đem hai giỏ cá còn nguyên si về. Còn bé hai dặm chân dặm cẳng, nói chắc bóc cá ăn cả tuần. Rồi nó đùng đùng, đôi hai cái rổ lát, sợt sợt ra đường. Nửa tiếng sau quay vô, hết ráo, vú lại cho bà triệu bạc tiền vốn, nói bán buôn dễ ầm, chả biết sao mắt không làm được. Bà Năm thấy buồn buồn, lo lo, buồn vì mình chừng này tuổi mà chả làm được gì cho con, để nó phải dạy ngược tùm lum thứ. Lo vì nếu lỡ ngày mai là không làm được, còn mấy năm chắc ham bán buôn mà bỏ học đi thay bà. Ngày thứ hai cũng đỡ, đến đầu giấc chiều thì chỉ còn lại mớ cá ngon bà để riêng tính về kho cho con bé hay nồi kho măng như nó vẫn thích. Vốn chỉ triệu bạc, giờ trong túi bà Năm bao nhiêu, bà không chắc lắm, chỉ chắc chắn là có lời, lời nhiều. Rờ rờ vô cọc tiền, dày cộm trong túi, bà Năm nghe lòng mình mừng húm tất tả đạp xe về. Con bé hay nhìn nồi cá kho, ngoảy đi một cái, than Cả đời gắn với mùa cá tanh rình rồi, giờ phải dính tiếp. Nói rồi, nó bỏ đi, nó là đi ăn đi uống với bạn, để bà Năm lại một mình với ngai ngái mùi măng kho. Ngày thứ ba, rồi những ngày kế tiếp nữa, hai rổ lát cột chặt vô hai đầu đòn gánh ngắn bắt ngang cái yên sau xe đạp không còn cá, chỉ còn mùi tanh không thể rửa sạch bao giờ. Vốn triệu bạc, lời cũng non triệu bạc. Chuyện kiếm tiền ở đây dễ như vậy, hèn nào dân quê bà đổ vô trong này hết. Buôn bán nhanh vào vậy hèn nào dân quê bà cứ đi đâu xa cũng nghe là kiếm đường kiếm thứ buôn bán mấy đứa nhỏ miết lại qua điện đàm có tiền ông năm tu rượu còn dữ hơn bà năm buồn buồn nói thôi cậy ba bay đi ông có tiền hay không cũng vậy bây phải biết nhín riêng ra để bây có tiền mà học hành nơi thứ hai xa lạ bà năm đến là sài gòn thằng cu ba đầu đại học dưới đó Bà Năm nghe tin mà khóc ròng rã cả đêm. Mừng cũng có, thiệt ra là có nhiều, nhưng thấy tội nghiệp cho thằng nhỏ nhiều hơn. Từ hồi xưa, tuy có chị, nhưng việc gì trong nhà cũng tới tay thằng cô ba. Nó chăm em, nhà cửa cơm nước. Lớn một chút thì theo người ta đi biển kiếm tiền phụ ông bà. Còn bé hai trước ngày vắt giỏ đi học đại học, nói thằng cô ba, mày làm giỏi, thôi nghỉ học cha nó đi kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi em cho rồi. Thằng cu ba cười cười, gật gật, nhưng bà Năm biết nó không bao giờ chịu nghe. Tại nó từng nói với bà, phải ráng ăn ráng học mới mong đổi được đời. Giờ nó bước được thêm một bước trên con đường để nó đổi đời. Hoàn toàn bằng tự sức của nó, chả ai giúp đỡ, chả ai khuyên răng. Tới bà Năm cũng đi biền biệt để thằng nhỏ cứ lũ thủi một mình. Bà Năm nghĩ mà nước mắt chảy ròng ròng con bé hai giận lẫy nói bà năm thương nó tức thằng ba thương nó quá thì cứ về sài gòn với nó đi bà năm cố giải thích một câu rằng thiệt tình bà chỉ muốn ghé xuống coi em nó ăn ở chỗ nào học hành ra sao thôi rồi bà về lại liền nhưng con bé hai không chịu nghe biểu bà cứ đi nó tự lo được thằng ba hình như biết chuyện gọi điện vô máy con bé hay để nói chuyện với bà Năm. Nó dặn bà đừng lên xuống chi cho mệt, nó tự lo được cho mình. Bà Năm cũng tự dằn lòng mình nghĩ, nó giỏi giang như vậy chắc tự lo được, nên đã định không đi. Nhưng cái kiểu con bé hay cứ son son phấn phấn, về tới phòng trọ là ngửa tay đòi tiền, không có là tru tréo méo giật. Nói tiền vốn cũng đi vai đi mượn cho bà, mà tới khi sinh thì lại bị bà làm khó làm bà Năm bực quá, sách giỏ đi luôn. Đi mà lòng bà Năm cứ quặn lên lo sợ, biết con bé hai học hành sao mà xe xui dữ vậy hết trời. Thằng cu ba nghe chuyện bà Năm kể cũng buồn buồn, nhưng cũng khuyên bà, thôi, về lại lo cho con bé hai, nó tự lo được, với lại cuộc sống ở Đà Lạt chắc cũng dễ chịu hơn. Bà Năm ngoài ngoại lắc đầu, nói không được, về đó tiền lời con bé Hà lý một nửa một nửa gửi về nhà thì ông năm uống rượu hết thêm phần tư chả còn mấy mà lo cho mấy đứa khác nên bà phải ở lại bà năm nghĩ ai cũng nói sài gòn ngon ăn đà lạt kiếm ngày non triệu được thì ở đây phải hơn thằng cu ba thở ra cái sượt nó cũng đành tùy bà mấy ngày chưa nhập học thằng cu ba chở bà năm bằng chiếc xe máy cà tàng nó tự để dành tiền đi biển mua được kiếm ra mấy chợ đầu mối cá ốc rẻ bèo bà năm vậy chắc sướng sướng cũng sướng thiệt mấy ngày đầu khi thằng cuba còn đều bà đi lấy hàng đều bà về bán làm cá làm ốc phụ bà tiền lời nhiều tới mức bà năm nghi thơ nghĩ vài năm nữa chắc đủ tiền mua nhà ở đây nhưng tới độ thằng cuba đi học lo nó lại lơ là bà năm đinh ninh là tự mình làm được đạp xe cả mấy chục cây số từ sáng sớm tinh mơ hàng họ xong đạp lanh quanh bán bà năm nghe chừng người mình chịu không đặng năm hôm nhưng cố cắn răng chịu hết ngày đầu tiên tự làm một mình bà năm bị hai thằng trờ đánh tóc xanh tóc đỏ giật mất cái bịch ni lông đựng tiền bà nhét không kỹ vô túi Lờm cơm bò dậy sau cú ngã bởi tụi nó đập mạnh vô hông bà năm hoảng hồn lại liền chụp tay vô túi áo thở ra cái khỉ còn may tiền chẳng bà bọc kỹ trong người ngày thứ hai tự làm một mình bà năm bị trật tự phường hút bà xin xỏ ghê lắm mà không được gì mấy anh chàng trật tự phường chắc cũng chỉ tầm thằng Cuba, ba nói với giọng cũng thông cảm là việc trên dao họ không làm khác được biết là bà khổ nhưng ai cũng khổ rồi chiếm hết vĩ hè như bà thành phố đâm loạn Bà Năm nhìn theo chiếc xe chở hai giỏ lát, đựng cá của bà đi mất mà muốn khóc. Tiền bà vốn liếng ở đó hết, giờ thì biết làm sao. Có tiếng đồng hương gọi bà Năm ơi ới, rủ bà vô cái nhà to bự sát chỗ kia, bà vừa bị bắt hàng. Nói, biết người quê mình vô đây khổ lắm, nên cho cái gánh đậu hũ cũ với thêm ít tiền vốn, về nấu lên rồi gánh bán kiếm tiền. Thằng cu ba chắc thương mẹ, nhưng cũng biết phận nhà nghèo không làm là khỏi có cái đi ăn, nên cứ lo lắng khổ sở mà vẫn phải lặng thinh phụ bà nấu đậu hủ. Bà Năm cười hiền, nói thằng cô ba yên tâm, bà có cách nấu đậu hủ ngon cực kỳ, ai ăn rồi cũng sẽ thích. Người ta thích thiệt nên bu đông đen. Bà Năm múc đậu hủ không kịp mà miệng thì cứ quát ra cười. Tại bà nhớ hồi đó có lần con bé hai nói bà có duyên buôn bán nên mới vừa chạy chợ một hai ngày là quen, là mối lái đầy ra đó còn hai chén cuối cùng bà năm quyết định không bán nữa dẫu có người hỏi mua bà muốn để lại cho thằng cuba với bà tối nay ăn tráng miệng ai dè vừa quẩy gánh đứng thẳng dậy chiếc xe xịn có chữ sh bên hông chạy ngang tông vô bà năm cái rầm tông mạnh tới độ bà năm té cái hụt còn gánh đậu hủ văng ra đổ nghiêng vốn trong thùng cũng chỉ còn hơn hai chén nên số đậu hủ đổ ra chẳng nhiều nhận gì chỉ là không dưng nghĩ, tối về hai mẹ con có thứ để vui với nhau, giờ đổ bể hết rồi. Bà Năm bật khóc, người đàn ông chạy xe xịn vừa tông vô bà Năm lính quýnh đi lại, rối rít xin lỗi, rồi móc ra hai tờ giấy bạc 500 ngàn đưa cho bà. Nói coi như thêm phần đậu đổ, rồi lên xe chạy đi mất. Bà Năm nhìn theo chiếc xe trăm triệu, nhìn xuống hai tờ giấy bạc quá lớn kia, chưng hững rồi lại khóc. Đời bà nghèo thiệt, nhưng không phải ăn xin mất chi người ta lại đối với bà như rứa bà năm cứ vậy gục đầu lên gối hai bàn tay cuộn tròn nắm chặt hai tờ giấy bạc bị vo tròn bên trong khóc tức tuổi người qua kể lại nhìn bà cảm thông mỗi người ghé lại góp cho bà ít tiền nói thôi đậu cũng lỡ đổ rồi giờ họ phụ bà tiền vốn đừng khóc nữa đứng dậy về đi bà năm liêu xiêu bước giữa ráng chiều của các thành phố nóng như thiêu con người ta. Cộm tiền trong túi, cộm mạnh và hông bà khiến bà đau nhói. Nghĩ, nghèo là hèn, mà hèn không phải vì bà đã chịu nhận thứ người ta bố thí. Hèn là vì trong đầu bà Năm đang cứ rực lên một suy nghĩ, một toan tính cho ngày mai. Bà Năm trở lại Đà Lạt Sau những ngày diễn kết tuần, bị tông xe, đổ gánh đậu hủ trơn tru, có một ngày Chuyện bà Năm làm bị người ta phát hiện Cũng không biết sao người ta lại biết được trò của bà nữa Vì cứ mỗi ngày là một địa điểm khác nhau Không quá xa cũng không quá gần Chỉ biết người ta thậm chí chụp hình của bà đăng lên báo Viết cái gì đó bà nghe loan loáng Người khu trọ bàn với nhau là chiêu trò lừa đảo mới ở Sài Gòn Thằng khu ba không trách bà lấy một câu Cũng không giận Nó chỉ bảo bà về lại với con bé hai đi Từ đầu nó đã nói rồi tức là lạc dễ sống hơn. Bà năm dúi cho nó ít tiền trong số tiền bà dành dụm được từ gánh tuồng của mình, nhưng thằng Cuba cương quyết không chịu lấy. cái cương quyết của thằng Cuba khiến bà năm chạnh lòng. bà biết đó là sự cương quyết của lòng tự trọng. biết vậy nên khi lên xe, về với con bé Hay, bà năm khóc, nghĩ không biết thằng Cuba đi học có bị bạn bè dìm pha vì chuyện mẹ nó gây ra không. con bé Hay không còn ở phòng trọ cũ nữa, nó cũng đã không còn đi học nữa rồi. Năm bà năm bàng hoàng, giờ con bé hai ở nhà riêng mà thằng đại gia nào đó mua cho nó để nó dưỡng cái bụng đã bắt đầu lùm lùm. bà năm thấy con bé hai khi vừa leo xuống khỏi xe ôm mà muốn xỉu. sao sao mày dạy vậy hả con? con bé hai tỉnh bơ hỏi bà, có chắc đó là dạy không? bà năm nói, đàn ông nó phỉnh mày lừa lấy được mày rồi thì bỏ thôi. Còn bé hai cười khẩy, nói bị lừa mà có tiền, có nhà, có xe cũng tốt, tốt hơn những người phải bỏ công đi lừa người ta để lấy tiền. Bà Năm nghe xong mà chết đứng. Còn bé hai cương quyết không cho bà Năm vô nhà nó ở. Nó nói tại bà quyết định quay lại với hai cái giọt cá tanh trình, nó không chịu nổi nên bà phải ở ngoài. Con bé hai thuê thợ thuê thầy Vậy làm cái trái gỗ ở bên hông nhà nó cho bà năm ra vô tạm nó nói bán cá ở vậy là ngon rồi bà năm nghe xong mà rớt nước mắt ông năm vẫn uống rượu tu tu từ số tiền ít mỗi bà năm gửi về giờ bán cá không lời lãi như hồi đó nữa vì hình như người đà lạt hết thích hàng rong cô út gái một hai đồ vô đà lạt theo chị hai của nó vì thấy áo quần son phấn chị hai gửi về đẹp quá mà chị hai nói còn nhiều nên nó nghĩ ở trong đó dễ kiếm áo quần phấn son thằng út bẹt một hay đồ nghỉ học vì nghe cảnh anh ba của nó ngày đi học đêm đi làm cu ly kiếm ăn nó ở nhà theo người ta đi biển cũng không chết đói bà năm hết khóc nổi với cái suy nghĩ gia đình bà giờ đã tan hoang phải sống tiếp bà vẫn còn phải sống tiếp còn phải làm kiếm tiền là để mua hai cái hòm cho bà và ông Năm, ngày ông bà trăm tuổi, rồi để gửi phụ thằng cô ba cho nó còn sức học hành, chắc tiền tanh mùa cá sẽ làm nó dễ chịu hơn. Thế cảnh con bé hay ra đón con út gái, lòng bà Năm quặn lại, muốn khuyên con mà chả biết phải khuyên sao. Bà Năm lặng lẽ để cái xe đạp đã cũ của mình ra đầu ngõ, đạp đi kiếm chút cá chút ốc về buôn bán làm lời. Có vài lần người ta hỏi bà về chồng con mà bà thiệt không dám kể. Có chăng cũng chỉ là câu chuyện về kỷ niệm ngày xưa khi sáu con người trút trong một cái trò rách gần biển mà còn vui còn sướng. Chứ sự thật bây giờ khi bà đã bôn ba rồi, đã biết chạy chợ kiếm tiền rồi, thi thoảng cũng khạc vô mặt những đứa dành chỗ đứng của bà rồi. Nói ra nghe nó đau lòng. Thôi thì cứ để bà Năm gối sự thật của mình lại trong hai cái rổ lát tanh rình mùa cá. Tối tối nằm tiêu nghỉu trong góc cái trái tạm bên hông cái nhà to.